Mà tức một cái nữa, nó làm chồng em nó đi làm vợ thằng đó. Trời ơi đau lòng. Em là Nguyễn Học, tên đầy đủ của em là Nguyễn Thái Học. Năm nay em 27 tuổi và công việc hiện tại của em đang là make up. Và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, quê em ở Đồng Tháp. Rồi năm 18 tuổi thì em bắt đầu lên Sài Gòn sinh sống và làm việc. Cho anh hỏi là khi mà em còn ở Đồng Tháp á, em có phát hiện ra được giới tính của mình chưa? Dạ chưa. Từ nhỏ thì em hay thích chơi những trò chơi như là búp bê hay này kia đồ các kiểu, giống như là những cái bạn đồng giới thôi. Nhưng mà lúc đó là mình chưa nghĩ là mình là một người trong cộng đồng LGBT. Cũng một phần cũng như gia đình em. Nhiều khi mà em chơi hay chơi đá banh này kia đồ mà mình mãi mà dơ giấy này kia đồ là về ba mẹ em đánh. Còn mà cầm ôm cái thùng búp bê đi chơi á, rồi ba mẹ em lại cho. Sạch sẽ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều khi mẹ em còn đi xin giả dụng về cho em mai bộ búp bê nữa. Thích như vậy. Xong rồi sau khi lên tới lớp 8, em có đi chơi một bạn nữ trong một cái trò chơi gọi là audition đó anh chị. Hồi xưa cái thời đó cái trò chơi rất là hot. Đang hot. Dạ đúng rồi. Khi mà tham gia cái trò chơi đó thì lúc đó em với bạn nữ đó có kết đôi với nhau trong cái game. Là vợ vợ chồng chồng. Dạ đúng rồi, cũng kêu là ông xã bà xã này kêu kiểu gì đó. Thấy thích thích vậy thôi, mình kiểu mình nghĩ là mình thương người ta. Em mới tâm sự với một bạn gái, bạn đó mới kêu em là cứ nói thẳng đi. Cái bắt đầu một ngày đi học buổi chiều, cái hai đứa đang chạy xe đạp tăng đình tăng trên đường đó. Xong rồi cái nói ê tao thích mày á, mà mày nghĩ thế nào? Từ chối em thẳng thừng. Từ chối em thẳng thừng. Từ chối làm sao em? Mà em nói là tao thích mày luôn hả? Đúng rồi. Tao nói tao thích mày á, mà mày nghĩ sao? Thôi tao không thích mày. Trời ơi lúc đó là coi tại như là em khu người ta mà em nói chuyện gì tới giờ tôi thích bạn. Đâu, tại vì hồi xưa dưới quê thường là kêu bạn bè là kêu mày tao, kiểu thân thiện hơn, kiểu không có nói chuyện hoa mỹ như trên đây như bây giờ. Với lại cái tỏ tình của em á nó hơi bị giống như là nó không có tình cảm. Thí dụ thay vì tới giờ em muốn tỏ tình thì em mời bạn đó đi uống nước, cái khung cảnh nó lãng mạn, nó thích hợp hơn. Tại vì khi con gái em nói là tôi thích bạn thì chắc chắn con gái cho dù người ta có thích em người ta cũng sẽ không có nói người ta thích. Mà tại vì lúc đó là em cũng bị nhỏ nó xúi thôi chứ thật sự em cũng không muốn nữa. Kiểu như cảm xúc của mình là mình cũng không biết, hồi nhỏ mình kiểu ngây thơ á, kiểu ai nói sao mình nghe vậy thôi chứ thật sự bây giờ mình chưa nghĩ là mình phải làm như thế, mình cua gái làm sao. Rồi bạn đó nó không thích em rồi, em nói làm sao nữa? Thì mình im, mình quê, mình đơ luôn thôi chị. Xong rồi lên năm lớp 11 thì em có tham gia chương trình Văn nghệ học đường, có một bạn gái lại xin chụp hình với em, xin số điện thoại em luôn. Tiếp tục kiểu như là cũng thích gì đó, mình cự thử coi là mình có thật sự là có thích con gái không hay là mình sao. Ở dưới quê mà em chưa có tìm hiểu được nhiều về cái vấn đề đó, em cũng tìm hiểu với bạn đó một thời gian. Bạn đó cũng ôm này kia, nắm tay, cũng hay cả được các kiểu, mà mình cảm thấy nó bình thường á, mình cảm thấy nó sao á, cảm giác nó không có xương. Mình thấy không hợp, em mới chia tay với bạn đó. Em nói lý do chia tay là gì, em nhớ không? Quen thời gian xong rồi cái cãi nhau chuyện gì đó, rồi xong rồi nhắn tin chia tay. Bạn qua đứng trước lớp em đứng khóc, năn nỉ em quá trời luôn. Em không chịu. Mấy đứa bạn em chửi em sao mày ác quá, tại sao mày làm con gái người ta như vậy. Mà lúc đó thật sự là lúc đó mình mới bắt đầu cảm nhận là mình không có cảm xúc với con gái. Là sẵn cái cớ đó rồi em chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Chứ nếu như em có yêu thì đâu phải đơn giản mà cái chuyện nhỏ xíu mà mình chia tay đâu. Dạ. Là lúc đó em xác định chưa? Xác định là không thích gái chưa? Dạ đúng rồi, là lúc đó là em đã xác định. Sau khi học 12 xong á thì bắt đầu em mới quen mối tình đầu tiên. Cũng giấu bạn bè nhiều thứ lắm chứ em không có công khai với tất cả mọi người. Em quen trong trường hợp nào? Dạ em quen ở trên một cái mạng xã hội hồi xưa là giống như Facebook bây giờ ấy chị. Là Zimmy á, thì mình cũng đăng hình lên rồi mình comment like qua lại vậy đó. Thì quen bạn đó trên đó. Thì bạn đó ở dưới tỉnh, em thì ở dưới huyện. Rồi sau khi nhắn tin nói chuyện được một thời gian thì em với bạn đó gặp mặt. Rồi xong rồi mới đó bắt đầu mới tìm hiểu quen nhau. Hai bạn cách nhau xa không em? Từ em mà xuống đỉnh đó khoảng 1 tiếng rưỡi. Cũng phải 50 cây. Dạ, cũng cỡ đó là chị. Nhưng mà bạn đó xuống em hay là em xuống bạn đó? Dạ em xuống bạn đó. Tại em mê trai. Em mê trai. Nhưng bảo nó là lặng trai hả? Dạ không, bạn đó cũng gây luôn. Cho chị hỏi nha, cái bữa lần đầu tiên gặp thì sao? Dạ thì kiểu cũng ngại ngượng gì đó chị. Vì cũng hai đứa cũng trong sáng lành mạnh lắm chứ chưa có gì hết. Để em đi ăn người xem phim này kia đồ thôi các kiểu. Rồi hôm đó em có ngủ lại ở đó hay là em về? Dạ không, em về em. Tại vì thường ở dưới quê hồi xưa lúc đó ba mẹ em khó lắm, không có cho đi chơi qua đêm. Qua đêm là phải xin phép này kia, phải đi đâu rõ ràng chứ không kiểu mà để đó là đi lén đó chị. Nhưng mà hôm đó là lần đầu tiên có nắm tay hay là hôn hay là gì không? Dạ cũng có sương sương. Sương sương. Dạ sương sương. Em không kể tỉ mỉ gì hết. Là sương sương hả? Dạ. Cái đấy là nụ hôn đầu tiên của em với con trai đúng không? Dạ đúng rồi. Cái cảm giác như thế nào?
Thì cũng thích nó yêu nó say đắm hơn là khi mà đứng gần với các bạn nữ hơn, lúc nào cũng vậy. Tụi em quen nhau được khoảng tầm 2-3 tháng gì đó, xong em mới come out nói thẳng với lại tất cả các bạn trong cuộc đi chơi đó. Thì cũng có những bạn trùng giới với em luôn, thì các bạn đồng cảm, các bạn chia sẻ với mình là nhưng tại sao em không em? Em nghĩ là đến lúc đã mình đã đủ tuổi trưởng thành và đủ tuổi để nói với tất cả mọi người là mình là như vậy rồi. Có một bạn nam, bạn ấy là khi dễ em, nói là tao không nghĩ là mày là một con người như vậy. Em hỏi là như vậy là sao? Tao cũng là một con người, tao cũng sống bình thường, tao không có gây lỗi lầm gì hết, tao đâu có trộm cướp gì đâu, mà mày lại tại sao mày lại nói tao như vậy? Thì bạn đó mới nói là từ đó giờ tao không nghĩ là mày quen một thằng con trai, đó giờ tao thấy mày quen con gái không, mà sao, tại sao mày lại như vậy? Thì em mới nói là thì bây giờ tao mới phát hiện ra, tao mới biết được thôi, chứ tao thật sự tao cũng không muốn tao là một người vậy. Em với bạn đó cũng không nói chuyện với nhau luôn. Ví dụ em đi chơi với ai, không quen ai thì tất cả em đều nói hết là em là gay, khẳng định luôn. Dạ, em cũng đã đủ tự tin, đủ mạnh mẽ để nói với tất cả mọi người như vậy. Rồi cái câu chuyện tình yêu của em với bạn đấy diễn biến như thế nào tiếp theo? Chung mà mối tình đầu thì nó cũng đơn giản lắm, xong rồi cũng không hợp rồi kết thúc. Thường mối tình đầu hay vậy lắm, tại vì chưa kinh nghiệm để mình giữ người yêu. Dạ. Trong rất là dễ kết thúc, cặp nào cũng vậy hết. Phải 5-7 mối tình mình rút ra được kinh nghiệm trong tình yêu thì mình mới giữ được yêu mình lâu hơn. Rồi sau bao nhiêu lâu Cưng mới quen cái người yêu thứ hai? Tìm hiểu thì em cũng có tìm hiểu nhiều, nhưng mà nói thật sự mà quen chính thức chỉ có được khoảng tầm 3-4 người gì đó. Cuộc tình mà đầu tiên lúc đầu em mới vừa bước lên Sài Gòn thì lúc đó là em đi xin việc làm, có một người nhắn tin với em là nói là em ơi, anh muốn mời em đi chụp hình làm mẫu ảnh quảng cáo. Mình dưới quê lên mà mình còn ngây thơ, mình thích lắm, mình nghe nói trời làm người mẫu ảnh này kia mình thích lắm. Xong rồi cái hẹn này kia rồi em phải chuẩn bị đồ đạc này kia, đồ tiền bạc này kia được các kiểu, bao nhiêu vốn liếng là mình bỏ, mình sắm đồ, mình mua đồ hết luôn. Mà ổng ghê lắm chị, nhìn ổng dơ dái lắm, mà sao lúc đó em vẫn tin là ổng là photo, ổng là đạo diễn gì đó. Ổng chở em đi tới Panorama Trường Chinh, siêu thị đó thì có một cái hướng đi thì gửi xe đi xuống, nhưng mà đi về là về hướng khác. Ổng kêu em giờ đứng đây lại, ổng đi bây giờ đưa đồ ổng giữ đi, rồi xúc xíu ổng lên ổng bước em tin em đứng đó. Xong rồi là ổng lấy đồ đạc tiền bạc em, ổng đi hết trơn luôn, coi như là em mất trắng hoàn toàn. Lúc đó em chỉ biết đứng đó khóc thôi, không dám gọi lời ba mẹ, tại vì ba mẹ rất là khó. Trước khi em lên Sài Gòn là ba mẹ em đã ngăn cản không cho em lên, nói là Sài Gòn này nhiều phức tạp lắm, nó không muốn là em lên đây, nhiều khi sợ em bị này kia đủ thứ hết, nên nhiều khi mình buồn hay là mình bị gì đó mình không dám gọi về ba mẹ. Lúc đó đứng khóc rồi, xong rồi mọi người mới hỏi là tại sao, thì người ta mới cho tiền em đi xe về. Mà trong những mối tình em quen á, mối tình này em đáng nhớ nhất, tiếng sét hay tình á? Tiếng sét thì không có, mà em bị cắm sừng không mà chị. What? Tiếng sét thì không có, mà em bị cắm sừng không mà chị. Em chơi với bạn toàn lựa bạn tốt không à. Bạn em đi chơi ngày trước ngày sau nó quen bạn em luôn. Hồi xưa em ở chung một cái nhà trọ 4-5 phòng là gay hết, mười mấy con VD ở trong đó. Trời ơi chấn động luôn chị. Tạo một cái group gì nè, mỗi lần mà ai có đánh lộn, chửi lộn hay xả gác gì kia là mấy má VD chửi sùm trong đó luôn. Bắt đầu cái hôm đó mở tiệc, em cũng dẫn bạn bồi về chơi, thì cũng nghĩ là bạn bè này kia các kiểu thì dẫn về chơi ăn nhậu ngồi chung thôi, không có gì hết trơn. Tối hôm đó thì cũng lên ngồi ngủ, hai đứa ngủ chung. Sáng thức dậy em thấy nó đã mất tiêu. Cái em nghĩ là chắc nó về nhà hay là sao rồi, mà sao không thấy nó nhắn tin gì cho mình vậy ta. Thì xuống dưới thì thấy nó nằm ở dưới. Thì nó nói là ngồi nằm đây chơi thôi. Rồi xong rồi sau đó mình cũng chưa biết cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Sau một thời gian, cái người mà quen bạn bồ em á với lại cái người ở chung phòng đó thì cãi nhau ở trong cái group, mới nói gì vậy nè: mày đừng nghĩ hôm đó mày với bồ thằng học làm cái gì tao không biết. Rồi lúc đó mới bể chuyện ra là mới biết, à thì ra là thằng này nó vậy vậy. Sau này nó mới tìm cách là nó mới nhắn tin, nó kiểu như là nó cãi cọ với mình, cãi gọi mình để nó kiếm chuyện, nó chia tay với mình để nó quen. Cưng quá hờ, nếu như là chị nha, là chị nghi ngờ liền. Mình nghi ngờ tự nhiên đang nằm mình đi xuống dưới, sau đó mình để ý coi bạn này như thế nào chứ em khờ thiệt. Dạ, tại vì cũng nói chuyện với nhau bạn bè, nghĩ là nó ngồi với nó chơi nói thôi chuyện chị. Nói chuyện chứ đang nằm ngủ với mình mà tự nhiên mà đang là người yêu mà tự nhiên xuống phòng một người khác đó, là mình phải nghi ngờ. Mình nghi ngờ ủa tại sao xuống dưới, tự nhiên xuống nằm chơi trong khi mới biết nhau mà sao mà thân như vậy. Và phải là nếu như bây giờ thì em có thể nghi ngờ được, nhưng mà lúc đó là mình đã chưa trải qua mấy cuộc tình nhiều, mình cũng chưa có kinh nghiệm nữa,
Nên bây giờ có kinh nghiệm chưa? Bây giờ hơi đầy đặn rồi đó chị. Hơi dày vậy đó. Sau khi mà bể ra thì mấy bạn đó nhắn tin xin lỗi em. Em cũng không quan tâm. Nhưng mà tức một cái nữa, nó làm chồng em nó đi làm vợ thằng đó. Trời ơi đau lòng. Đau lòng thiệt sự lúc đó luôn. Thì trong giới mình mà muốn làm chồng, muốn làm vợ dạ. Đúng không? Sen này kia đồ đó chị. Nhảy qua nhảy lại. Trời ơi, thì có bị em nhập mấy đứa em dị ứng lắm luôn, thật sự luôn. Thật sự, top là top gặt, boss là boss gặt. Ừ, đó vậy đi, top, top gặt, boss, boss gặt đi. Dạ, cái lúc gì mà sen gửi gì rồi, ôi trời ơi, mệt. Rồi ngoài mấy cái đấy em có mối tình nào sâu đậm không? Mà làm cho em cảm thấy em tin tưởng. Cũng có những mối tình sâu đậm tầm 2-3 năm hoặc 3-4 năm gì đó. Nhưng mà sau khi mình ở chung nhau thì nhiều cái xấu hoặc là cảm giác nó bị mình gặp lâu hoài quá, mình cảm thấy bị chán, xảy ra mâu thuẫn thì cũng chia tay. Sau khi mà cái cuộc tình mà bị dẫn bạn về nhà chơi á, là em hứa là không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi nữa. Dẫn bạn đi chơi chung lại tiếp tục bị em cướp. Em tránh vỏ dưa, em gặp vỏ dưa. Dạ, lần này em gặp vỏ dưa, sau đó em gặp vỏ sầu riêng nữa. Dẫn bạn đi chơi, cà phê này kia, xong rồi về nó lại kiếm chuyện, nó lại cãi nhau, lại chia tay nữa. Qua hôm sau thấy nó quen với cái thằng đi chơi chung với em luôn. Không hiểu tại sao luôn. Bạn bè đi chơi đó giờ toàn là như vậy không? Bây giờ bởi vì khi mà có bồ, em rất là hạn chế đi chung với bạn. Đến nỗi mà bây giờ em đăng hình lên Facebook mà mọi người cũng phải chửi em nữa. Nói là bây giờ đừng nên đăng hình Facebook luôn. Có nhưng mà nói bồ là mình giấu luôn, giấu cho mình riêng mình luôn đi. Chứ bây giờ thật sự đưa loại đứa nào ra là nó cướp đứa nấy à. Là hiện tại em đang ở trong một mối quan hệ rồi. Dạ bây giờ thì em đang độc thân rồi. À, cách khoảng bao nhiêu lâu rồi mà em độc thân? Hay là mới độc thân đây thôi? Dạ mới độc thân cũng tầm 1 năm rưỡi rồi đó chị. Vậy là lâu rồi đó. Không định bước tiếp bước nữa. Nói chung là cũng có, nói độc thân thì mình cũng hơi xạo. Mình cũng có tìm hiểu nhưng mà mình tìm không hiểu, chính thức quen không, nhau. Dạ đúng rồi, mình tìm hiểu nhưng mà đến cái mức độ đó mình thấy không hợp mình ngưng, nên chưa gọi là chính thức yêu. Cái cơ duyên nào làm cho em chọn cái nghề make up để tồn tại đến bây giờ? Nói chung là từ nhỏ đến lớn thì em cũng không nghĩ là lớn lên em sẽ làm make up đâu. Trong đầu em là lúc đầu lớn lên ước mơ mình sẽ thành ca sĩ hay là người mẫu diễn gì viên. Đâu không mà giờ diễn viên không à, em không có mơ đến làm make up. Bắt đầu lên công việc Sài Gòn, em cũng đi làm phục vụ nhà hàng, rồi em đi bán hàng, em đi bán quần áo này kia đồ các kiểu nhiều thứ lắm. 3-4 năm sau khi mà ở chung nhà trọ với lại một cái ông anh đó cũng làm make up, thì lúc đó thì ảnh hay kêu mình phụ làm tóc này kia đồ á, thì mình cảm thấy ủa sao lúc mà cái chị đó bước vô cho chị xấu rồi sao mình make up làm chị đẹp với người ta, mình cũng cảm nhận mình thấy rất thích. Rồi sau bắt đầu em mới cơ duyên là đi chơi với lại sư phụ của em bây giờ. Chị đó mới nói là tiền học phí có nhiêu em trả góp với chị nhiêu cũng được. Là cơ duyên đó là bắt đầu em đi theo nghề make up tới bây giờ. Em cũng có dạy học viên mà mình đã trải nghiệm là mình đã từng khó khăn vậy. Thì bây giờ mình phải hỗ trợ những bạn khó khăn, tạo điều kiện cho các bạn đó. Nhưng mà em học bao nhiêu tiền mà em phải trả góp? Hồi xưa số tiền có 7-8 triệu rồi chị, mà em không có luôn á. Tại vì từ lúc mà bước lên Sài Gòn tới giờ là em không bao giờ em xin tiền ba mẹ em. Em muốn tự lập bản thân, với lại á em muốn học nghề này mà ba mẹ em không cho. Ba mẹ em không muốn em là học những cái nghề mà yếu đuối vậy. Lúc nào ba mẹ cũng muốn là về nhà phụ gia đình, làm lụng kiếm tiền thôi, chứ không muốn mình là con mình sẽ theo cái nghề này. Nên lúc nào em cũng phải tự đi làm, tự để dành dụm và tự đi học cái nghề của mình. Ban nãy anh thấy Học có nói về cái việc come out với lại những người ở ngoài, bạn bè hay là mối quan hệ ngoài xã hội. Nhưng mà gia đình thì anh chưa thấy em kể. Không, mà về diện gia đình đó, thì ba mẹ em đó, thì nói chung là biết, thì em nghĩ là chắc trong lòng ba mẹ em sẽ biết rồi. Tại vì em đã con của ba mẹ mà sinh ra mà đã từng ly từng tí hay là những hành động ở nhà là ba mẹ em đã đều biết rồi. Không ai mà ở nhà mà sức kem đeo len như em hết trơn. Mẹ em mỗi lần đeo len là mẹ em lấy len giục. Sao ở nhà mà em đeo len chứ? Hồi xưa chị điệu đeo len màu hả? Len màu á chị, hồi xưa điệu đi sinh nhật này kia đồ đó. Chị đeo len này kia đồ vô cho xịt tin dâu rồi kia đồ. Rồi bắt đầu sức kem trước mặt mẹ này kia đồ kiểu mà mẹ em rất là bình thường. Mẹ em không la, mẹ em không cấm cản luôn. Nhưng mà mẹ kiểu như là nói ủa sao mày làm gì mà con trai mà mày làm gì kỳ vậy? Em thấy có gì đâu kỳ, bình thường mà. Thì ai mà không muốn có quyền làm đẹp, mình đẹp thôi. Rồi xong rồi cái cũng gần cách đây mấy năm thì em có dẫn bạn về chơi thì mẹ mới nói là ủa sao tao thấy mày dẫn con trai về không mà sao mày không dẫn con gái về? Nói trời con gái nào mà dám ở nhà qua đêm bà trời. Dẫn con trai nó mới ở lại cho anh em tao đi chơi thôi. Cái gì hết đó. Nhưng mà mẹ em nói câu đó là mẹ em đã nghi ngờ. Dạ, dạ bà em đã biết rồi. Tại vì một lần mẹ em đã phát hiện. Tại vì em với bạn lúc mà bạn em về nhiều hai đứa đang ngồi từng tứ ôm trên cái võng gì đó. Cái bắt đầu cái mẹ em lại hai đứa đẩy ra, xô ra. Cái lúc đó mẹ em thấy là mẹ em thấy nhưng mà mẹ em cũng làm lơ đi, là em nghĩ là lúc đó là mẹ em cũng biết. Nhưng mà trong tâm đó, ba mẹ em lúc nào cũng muốn em là người con trai đó. Cũng muốn là sau này cũng phải lấy vợ, sau này cũng phải là sinh con để cái để nói dội.
Đến giờ vẫn vậy hả cưng? Dạ. Đến giờ mà hồi đợt này em có nói một câu mà thật sự em nhớ bây giờ, thế là suốt đời em phải nhớ, là sau này á, ba tao với mà ba mày có chết á, thì mày với anh mày còn có người cầm cái lư hương với tấm hình, còn sau này mày chết con cái mày đâu, con cái mày đâu, con cái mày đâu, có ai để cầm lư hương, để cầm cái tấm hình như vậy không? Thật sự khi nghe câu nói đó mình cũng cảm thấy rất là đau. Nhưng mà mình cũng thương ba mẹ mình cũng muốn tốt cho mình thôi. Nên em không hề bây giờ trách ba mẹ em một câu nào á. Nói chung là gia đình em á khó thì hồi xưa thì tại nhà nhỏ thì ba mẹ hơi khó. Nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng kiểu như là khó không khó, dễ không dễ. Mà cũng vừa chấp nhận mà vừa không chấp nhận. Cũng tối ngày hay kêu là sao mẹ không lấy vợ đi hay là này kia. Cái mình cũng kiểu lơ, mình cũng cười cho qua vậy thôi. Rồi có một lần mẹ em nói là sao mày thấy mày làm gì mày kỳ không? Em nói ủa vậy là sao? Thật sự lúc đó là cảm xúc mình cũng đang dâng trào, mình cũng định là come out với ba mẹ mình luôn, nhưng mà thấy dòng họ ba mẹ em ngoài đông quá, em không thể nào mà có thể nói là được. Nhưng nếu như lúc đó ba mẹ em đang ngồi một mình ở đó thì em có thể nói hết tất cả cho ba mẹ em nghe. À học, nhưng mà lý do vì sao mẹ em lại nói câu đấy, có một cái sự việc gì diễn ra không? Dạ, tại vì có một nhỏ đó cũng là cháu em, nó cũng là dòng họ mà nó là led, nó quen con gái mà nó quen là kiểu công khai luôn. Rồi xong mà mẹ mới nói chuyện tao thấy nó nhỏ đó thấy nó vậy đó, mày thấy nó kỳ không? Rồi xong mà giờ mày thấy mày cũng vậy đâu, mày thấy mày có kỳ không? Cái em mới hỏi ngược lại, em nói ủa như vậy là sao? Cái em nói thì là vậy đó, chứ mẹ em không có nói thẳng ra không, mày bê đê quá à. Ba em không bao giờ bắt bao nghĩ là con mình sẽ bị như vậy. Rồi đến bây giờ em vẫn chưa come out với gia đình em, nhưng mà em lại tham gia chương trình này. Dạ. Thì ví dụ như chương trình này phát sóng nha, thì em có nghĩ đến phản ứng của bố mẹ em không? Dạ, thì em cũng đã tính trước rồi. Một khi mình đã bước lên chương trình này thì cũng nhờ chương trình này để mình có thể bày tỏ cái cảm xúc của mình. Tại vì thật sự nếu mà bây giờ mà kêu em ngồi đứng trước mặt ba mẹ mà nói, em cũng chưa đủ can đảm để em nói. Bởi vì em mới tham gia chương trình để em mượn cái chương trình này để thấy cho ba mẹ em biết được em là con người như thế nào. Thế thì thay vì em nói chuyện với anh chị á, thì em nói chuyện trực tiếp với bố mẹ qua cái máy quay này. Trước tiên mà em có thể nói chuyện với ba mẹ thì em có thể hát một đoạn ca khúc. Em hát đi. Ngày tôi ra đời, mẹ nói tôi xinh tươi, ánh mắt mẹ vui, mẹ ngắm tôi mỉm cười, bảo rằng con ơi, con xinh quá bé ơi, con mau lớn nên người, con lấy vợ để mẹ vui. Thật sự nếu mà bây giờ, nếu mà bắt con có thể đứng trước mặt ba mẹ mà nói là con là một người đồng tính thì con không thể nào nói được. Nhưng mà hôm nay thì con nhờ chương trình con có thể nói với ba mẹ là con không phải là một người con trai thật thụ. Con xin gửi lời xin lỗi đến ba mẹ. Con không thể nào mà cho ba mẹ được một người con dâu hay là một đứa con như ba mẹ mong muốn được. Con hứa nếu mà kiếp sau có kiếp sau, con mong làm con của ba mẹ thì con xin trả nợ cho ba mẹ. Còn kiếp này thì con xin gửi lời xin lỗi và nợ ba mẹ một người con dâu. Thì con xin gửi lời xin lỗi và nợ ba mẹ một người con dâu. Nhưng mà nếu như không có con dâu thì hỏi bố mẹ có con rể đúng không em? Hỏi bố mẹ có con rể đúng không em? Thì không có con dâu thì có con rể. À, con nào cũng là con thôi. Dạ. Miễn sao làm có hiếu, trả hiếu cho cha mẹ, phụng dưỡng tuổi già, cái điều đó quan trọng hơn. Mà nói chung là em cũng muốn vậy lắm, nhưng mà không biết là ba mẹ em có chịu hay không. Thì từ từ ba mẹ cũng sẽ chịu thôi, mưa lâu thấm đất. Dạ, em nghĩ là không có ba mẹ nào mà bỏ con mình hết. Em nghĩ là cho dù khi mà cái tập này phát sóng, ba mẹ em có biết đi, thì cho dù ba mẹ em có giận em cỡ nào đó thì cũng một thời gian thì ba mẹ từ từ sẽ nguôi ngoai. Dạ. Chứ là khi mà em thành công, em thành danh rồi thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất là suôn theo ý của mình. Yeah. Vì khi ba mẹ em thấy em, mặc dù cho là em là gay mà em rất là giỏi, em làm thành công công việc của em, rồi em lo được hạnh phúc của em, rồi em lo cho bố mẹ em nữa, thì tất cả những điều kia nó sẽ không còn khó nữa đâu em. Dạ. Chị tin là như vậy. Cố gắng lên. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Anh thấy cái việc mà mẹ em lo về cái việc sau này em không có con cái để lo lắng đó, thì anh thấy sau này tất cả mọi thứ đều dễ dàng thôi, nó không có khó đến mức đấy đâu.
Thật sự ba mẹ em rất là lo. Em có tiền nè, dạ. Em có thể thụ thai nhân tạo, hoặc là em xin con nuôi, cũng là con của mình. Dạ. Tại vì ba mẹ em kiểu như ở dưới quê á, thấy người ta có gia đình, có con cái, có vợ, mà ba mẹ em nôn lắm. Ba mẹ em muốn có con, có cháu lắm. Em có anh, đã có anh hai, nhưng mà anh hai em thì lấy vợ lâu rồi, nhưng mà kiểu như bị chậm sinh con á, nên tất cả cái áp lực đều dồn lên, nặng lên con người của em nữa. Mà bây giờ em là như vậy, nên em cũng rất là khó lòng để em nói ra được trước mặt ba mẹ là em sao sao đó. Chị nghĩ là buồn thì chắc chắn là sẽ buồn, nhưng ba mẹ em đã biết từ lâu rồi. Dạ. Nhưng ba mẹ em vẫn mong một ngày đó em trở thành người con trai để lấy vợ. Là cái sự mong muốn của cha mẹ ai cũng vậy hết. Ở kinh chương trình Thơm Ao thì coi như là em đã khẳng định một lần nữa thôi. Chứ chị nghĩ ba mẹ em đã biết rồi. Rồi bây giờ kiểu chị Chi là một cái người chị ở trong giới ha. Bây giờ chị Chi gọi là có cuộc sống viên mãn rồi, đầy đủ. Chồng con rồi, kinh tế rồi, sự thành danh, thì chị có một cái lời chúc nào dành cho Học để mà lấy vía may mắn giống như chị không? Chị chúc em á sẽ được gặp nhiều may mắn và sẽ gặp một người yêu hạnh phúc như là vợ chồng của chị, và chúc cho được em được ba mẹ em yêu thương và chấp nhận cái giới tính của em, và chúc cho em thật tỏa sáng trong nghề make up. Dạ, em cảm ơn chị ạ.